Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học số 50. Trong bài học số 50, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau làm một loại trà rất là đặc biệt có tên là trà nhài nhiệt đới, lục trà nhài nhiệt đới. Để làm được món lục trà nhài nhiệt đới, các bạn cần những nguyên liệu sau. Nguyên liệu bao gồm trà nhài, dứa, đường nước, mật ong, chanh leo, chanh tươi, cam. Các bạn cần một đĩa hoa quả thái tổng hợp, đá. Sau khi các bạn đã có nguyên liệu rồi thì chúng ta cần dụng cụ như sau. Dụng cụ bao gồm một chiếc ly, các bạn nhớ dùng ly thật cao, bình lắc, dịch đồng và chanh can. Các bạn cần một dụng cụ dao và thớt. Sau khi các bạn đã có được nguyên liệu và dụng cụ, chúng ta sẽ tiến hành những 4 bước cơ bản để làm lục trà nhài nhiệt đới. 4 bước cơ bản bao gồm: 1. Các bạn chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu. Bước tiếp theo, các bạn sẽ nhúng trà. Sau khi các bạn nhúng trà xong, các bạn sẽ làm cam, chanh, dứa. Cam, chanh, các bạn vắt nước. Dứa, các bạn ép lấy nước. Chanh leo, các bạn lọc lấy nước cốt. Sau khi các bạn đã có đầy đủ nước cốt và trà, chúng ta sẽ tiến hành bước thứ 3, đó là bước làm lạnh trà, làm nguội trà. Các bạn làm nguội trà bằng cách cho trà vào với đá khoáng, làm cho trà nguội. Sau khi làm nguội trà, các bạn đong toàn bộ nguyên liệu, chút vào trong, chút vào cùng với trà và chúng ta lắc mạnh. Các bạn lắc khoảng độ từ 8 đến 10 lần. Đợi lắc khi mà trà đủ lạnh thì chúng ta sẽ rót ra ly và trang trí phục vụ khách. Sau khi tôi hướng dẫn cho các bạn 4 bước rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước một, các bạn chú ý quan sát. Chúng ta cùng bắt đầu. Ở phần nhúng trà thì các bạn sẽ nhúng với nước sôi ở nhiệt độ là 85 độ. Các bạn không nên dùng nước sôi quá vì như vậy sẽ làm đắng trà. Thời gian nhúng có thể kéo dài từ 3 cho đến 5 phút. Thông thường thì chúng ta sẽ nhúng trong vòng 3 phút. Sau khi các bạn đã được ủ trà, các bạn để bên cạnh. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị sang phần lấy vắt nước chanh, nước cam, nước dứa và chanh leo. Ở phần đong nguyên liệu thì các bạn sẽ làm như sau. Toàn bộ nguyên liệu, các loại nước ép, nước dứa, nước chanh, nước cam, nước chanh leo, siro và mật ong, các bạn cho vào một dụng cụ bên ngoài, không cho trực tiếp vào trong trà vì nó sẽ đắng. Chúng ta sẽ đong dụng cụ vào đây. Sau khi các bạn đã đong đủ nguyên liệu, toàn bộ nguyên liệu đã được nằm ở trong một ly bên cạnh. Và chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó là các bạn làm lạnh trà, làm nguội trà. Chúng ta làm nguội trà bằng cách cho đá vào đây, 2/3 bình lắc. Chúng ta cho xà trà sang, khoáng lạnh. Ok, các bạn cứ bắt đầu làm.
Các bạn cần làm nguội trà lạnh. Sau đó thì các bạn sẽ đổ nguyên liệu sang. Chúng ta tuyệt đối không đổ nguyên liệu khi mà trà vẫn còn nóng. Các bạn lưu ý khi nắp lại, các bạn cần mở cái này ra. Các bạn cầm chặt tay, check 45 độ và lắc từ 8 đến 10 lần. Các bạn có thể làm thêm một vài thao tác cho nó trông nó đẹp mắt. Tuy nhiên thì phần này là phần pha trà, không nhất thiết là chúng ta cần biểu diễn quá nhiều, chỉ cần một vài thao tác thôi. Các bạn lưu ý, đối với trà nhiệt đới, lục trà nhà nhiệt đới, các bạn cần trước khi đổ nguyên liệu sang, các bạn cần xếp hoa quả tươi vào trong này. Các bạn lưu ý đối với quả quất, các bạn chỉ cần cắt đôi và các bạn thả vào, các bạn không cần bóp, không cần bắt gì hết, vì quất chúng ta cần một hương thơm nhẹ nhàng. Như các bạn đã biết, để làm được món trà như thế này có tên rất là dài, rất là sang chảnh, lục trà nhà nhiệt đới. Ngoài việc nguyên liệu chúng ta đã có thì các bạn cần phải công nghệ pha chế. Chúng ta trải qua các bước chuẩn bị và 4 bước pha chế cơ bản, và cuối cùng các bạn đã nhìn thấy đó là chúng ta đã tạo được một sản phẩm rất là đẹp, rất là ấn tượng. Phải nói là ngay cả quầy bar như chúng ta nhiều khi làm xong cũng đã muốn uống rồi. Như vậy mới là tốt, chúng ta phải muốn uống những sản phẩm của mình, như vậy bán được cho khách. Tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ thành công và làm được một món đồ uống như ý, khách hàng thích và chúng ta thích và khách hàng cũng thích. Như vậy tất cả chúng ta cùng thành công. Chúc bạn thành công.